Em ơi. Ơi. Honeymoon mình đi đâu đấy? Chúng mình đi Mỹ. Cả tuần trước khi sang Mỹ là mình đã ngày nào cũng ăn một bát phở rồi. Bây giờ trước khi vào máy bay mình sẽ làm thêm một bát phở. Tại sợ sang Mỹ không tìm được phở ngon. Điều đầu tiên chúng mình sẽ làm sau khi hạ cánh là mua sim điện thoại. Bọn mình đã trả 149 đô cho một sim, có thể gọi điện, nhắn tin, sử dụng mạng không giới hạn trong vòng 1 tháng. Từ sân bay tới khách sạn sẽ đi tầm 30 phút và bọn mình đã trả 52 đô để đi Uber. Chúng mình đã về khách sạn rồi và bây giờ mình sẽ cho mọi người xem room tour nha. Khách sạn đợt này chúng mình ở là Hyatt Downtown Soma, giá phòng một đêm ở đây là 155 đô chưa tính tax. Một cái tip nho nhỏ mỗi khi đặt khách sạn là chúng mình hay để đấy là honeymoon hoặc là anniversary. Ví dụ như đợt này bọn mình để là bọn mình đi honeymoon, vậy nên là khách sạn đã upgrade phòng cho chúng mình một cái phòng view đẹp hơn, với lại tặng thêm hai cái voucher để uống cocktail ở khách sạn. Ngoài ra tặng thêm một cái thẻ để bọn mình có thể uống cà phê, và trong này sẽ có 15 đô để bọn mình uống cà phê trong khách sạn luôn. Tuyệt vời, hay á. Tuyệt vời, hay á. Tuyệt vời. Bây giờ rất là đói rồi nên là bọn thôi mình đi sẽ em đi em ăn ơi. Tối thôi. Bây giờ. Suất ở Mỹ siêu to luôn mọi người. Mọi người nhìn cái burrito này. Burrito, amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cảm nhận của anh thế nào? Ít thịt. Ít thịt đó hả? Nó nhiều cái beans, nhiều cơm, nhiều mấy cái linh tinh nhưng mà ít thịt. Mọi người nhìn cái mặt của Linda này. Oh, dã man. To quá. Nhưng mà của mình nó to quá, nó cuốn vào hai cái bánh đúng không? Không, bình thường nó cuốn hai bánh đấy. À. Mấy cái kèm như là ngô, sao sao, ăn rất là fresh. Quảng cáo miễn phí, Chipotle. Mới ăn được 1/3, anh đặt 2/3, quá no. Suất to mà toàn cơm này mọi người. Rất là no. Day 2. Anh ngủ được mấy tiếng? Anh ngủ 12 tiếng. Mày không bị jet lag nhỉ? Yeah. Tuna cado. Tuna sandwich. Một thời rất hot ở trên TikTok nên là đặt thử. Tổng của hai cái này 34 đô. Trong này là sẽ có cái bánh mì của người ta này. Tuna này. Bơ này. Cà chua này và sốt pesto. Ngon một kiểu, hơi nguội. Tại mình order về thời tiết lạnh nữa. Thời tiết ở San Francisco rất lạnh luôn mọi người. Hôm qua về mệt nhưng mà chưa kịp kể cho mọi người là lý do chúng mình đi Mỹ. Thì lần này Linda và anh Đạt sang Mỹ là để đi dự đám cưới của chị gái anh Đạt. Và hôm nay là sẽ là ngày đăng ký kết hôn. Ở bên Mỹ thì sẽ có riêng một cái ngày để đăng ký kết hôn. Và trong cái ngày đấy thì sẽ có bạn bè thân thiết nhất và gia đình tới dự cái đăng ký kết hôn, rồi sau đấy đi ăn trưa. Đó. Nên là bây giờ mình sẽ phải ăn nhanh để make up. What's up? We're going to the party. Vậy là chúng mình đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ đang trên đường đi qua Soho, nơi chị Huyền sẽ tổ chức đăng ký kết hôn. Cách khách sạn mình có 10 phút thôi nên là cũng khá là gần. Trời hôm nay lạnh dã man luôn mọi người, mình không ngờ là San Francisco sẽ lạnh như thế anh nhỉ. Ừ. Mang đúng hai cái áo khoác thôi, một cái áo vest và một cái áo khoác. Mà đây hôm nay mặc váy, phải mặc cái áo vest cho đỡ lạnh. Hôm nay mình mặc váy của Lenoir. Đây là cái chiếc váy mà đợt đám cưới của mình các bạn mặc vào như váy phục dâu, và hôm nay mình được mặc váy phục dâu này cho đám cưới chị Huyền. Cảm nhận của anh khi chị gái lấy chồng ra sao? Anh cảm thấy rất là hồi hộp, như kiểu mình cưới lại. Như mình cưới lại đúng không? Chắc do mình cũng mới cưới nên là mình hiểu được cái sự hồi hộp của mọi người nó như thế nào ấy. Hi.
Hello, hello, hello. Привет. Привет. Мы блогеры. Привет. Cảm giác của mẹ như thế nào khi một năm vừa con trai lấy vợ vừa con gái lấy chồng? Rất là vui. Không biết mọi người có bao giờ gọi là sốc mà kiểu sốc tới nỗi không nói ra lời không? Nói chung là hôm nay sẽ đám cưới, mọi người rủ đi sông hơi kiểu Nga. Thì trước giờ mình ở bên Nga mình cũng đi sông hơi rồi, mình nghĩ ok kiểu chẳng có vấn đề gì cả, đi thôi. Mình cầm bộ bơi theo, xong rồi mọi người vừa tới, mọi người vào trước, mình vào sau tại vì mình còn kiểu cất đồ ấy. Thế thì mình vừa vào thì trước mắt mình có năm ông Tây không mặc cái gì luôn, kiểu là thả rông luôn ấy. Xong rồi xung quanh ai cũng kiểu không mặc gì. Thì kiểu đội mình đi thì mình vẫn mặc bộ bơi, nhưng mà mình kiểu bị sốc ấy. Tại vì là ở bên Nga mình đi sông hơi mình cũng chưa bao giờ gặp phải cái trường hợp như thế. Tại vì mọi người toàn mặc đồ bơi hết. Ở đây bên Mỹ là họ kiểu thả rông luôn. Sông hơi xong thì chúng mình lên tầng 2 để ăn đồ Nga. Do you guys like Russian food? Гречка. We need Russian vodka. Russian vodka. Russian vodka and Russian with Russian food. Là mặt đặt buồn ra mình sau khi đi sông hơi thì đang không có tâm trạng ăn cho lắm. Tại vì kiểu bên Mỹ, nói chung là bọn mình vào quán ăn thì họ đã đóng cửa rồi, may có nốt hai miếng pizza và bây giờ mình sẽ ăn đêm rồi mình ăn ngủ. Bữa sáng 40 đô ở dưới khách sạn. Hôm qua anh đi quẩy cảm thấy ấy của anh như thế nào về bar ở bên Mỹ? Đấy, uống kém hơn Việt Nam. Yếu. Không. Hết. Em đang ăn món gì đấy em? Hôm nay là mình đi ăn cái món súp nêu trong cái ổ bánh mì. Thật ra là sáng nay có ăn sáng nhẹ rồi.
Nhưng mà hôm qua uống nhiều quá nên là bây giờ cần đi ăn cái gì đó nó ấm ấm. Tối nay thì bọn mình có qua nhà chị Huyền ăn tối và mẹ chồng sẽ làm nên. Ngày hôm nay thì bọn mình cũng ở nhà làm việc thôi, bây giờ mới ra ngoài đường. Trời ơi, mọi người mới vào cái quán này ấy, ở ngoài đây có một cái bà kiểu bị điên ấy. Bà cứ kiểu đợt như thế này xong rồi bà hét, bà kiểu chửi bới, sợ lắm ăn. Nhưng mà lát nữa bà còn ở ngoài đấy thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Nhưng mà ở Mỹ thì rất là nhiều người kiểu bị bệnh như thế này ấy, đi rất là sợ luôn ấy, kiểu không hiểu như thế nào luôn. Ok, bon appetit. Bon appetit, let's go. Chuyên mục mở quà từ Việt Nam. Đây là quà chúng mình tặng chị Huyền. Wow. Đây. Wow. Super cool. Oh, oh wow. Chị biết ăn apricot nè. Việt Nam làm đấy. Mà cái oh, apricot nè. Wow, it's really like has good weight. This is beautiful. Yeah. Wow. Спасибо. Спасибо. Thank you guys. Thank no you. Hôm nay mẹ nấu món gì đấy mẹ? Mấy món xào lướt, xong là món sườn chua ngọt, cả nem. Nem. Ở đây có bánh cuốn nem có hết luôn à? Nhưng mà có đây. À. Đồ Việt Nam ăn đây, không thiếu cái gì. Mẹ sang Mỹ được bao lâu rồi mẹ? Mẹ sang Mỹ được hơn một tháng rồi đấy. Mẹ cảm thấy thế nào? Có thích ở đây không ạ? Vui, thích, đẹp, thành phố đẹp, thích. Nhưng mà nếu mà ở thì ở đâu hơn ở Việt Nam? À, ở thì mẹ về Nha Trang thôi. Nha Trang. Mẹ thích biển hơn đúng không ạ? Thích biển hơn, không khí trong lành. Biển nhà mình nó êm dịu, mát, đẹp. Biển đầy rét nát. Mẹ thử tắm biển chưa? Không tắm được. À, rét nước gió, lạnh đúng không ạ? Gió, mẹ đi gió còn bay người. Nước lạnh lắm. Mọi người đang chơi thì lên miền Nam. Right hand. So now it's so whoever gets last place. Yeah. He won the Vietnamese game. I used to play. He used to like me. He won the Vietnamese game. So lost to him. Sáng mọi người, bọn mình lại qua nhà chị Huyền ăn sáng. Hôm nay thì chúng mình qua đây ăn phở, mẹ nấu phở. Trời ơi, mới sang Mỹ vài hôm thôi rất là thèm đồ ăn Việt Nam rồi. Đi xem mẹ làm gì. Papa, papa bê. Thôi mẹ. Papa. Em bê đi. Nó đang quay. Nó không bê được, sợ nó nóng. Bê làm sao được? Bê được không? Nóng được nóng. Đấy, đây là cái gia vị phở mình mua từ Việt Nam sang. Đúng rồi. Gia vị phở bò nhưng mà cũng ăn được. Phở gà, nâng ninh cùng gà. Cô rát nào. Được chưa? Nghe là mạnh. Dạ. Я шесть проснулась и выспалась, я не знаю. Sáng nay cứ bị dậy sớm. Đây là khu nhà đắt nhất ở San Francisco. Một cái nhà ở đây nó sẽ rơi vào tầm 10 triệu đô. Mua nhà nào ạ? Mua nha bố mẹ. Cái nhà vừa rồi là 14 triệu 300. Trời ơi, đắt dã man. Đẹp. Đẹp, nhưng mà đắt. San Francisco is also known for lots of parks.
So if you go around the city, you'll see different parts with like different paintings and stuff. Pretty beautiful. What does it mean? It just have like different, I don't know. No help? Meanings of love, because you know, city, like San Francisco, very like open city, love, you know, okay, that kind of vibes. Okay. So they put different hearts and each one's kind of customized. Yeah. Yeah. Ở đây mọi người đi đâu cũng sẽ phải cầm theo áo khoác vì là ở San Francisco sẽ có nhiều microclimate. Ví dụ như là mọi người đang đi ở đường kia thì rất là nóng nhưng mà đi sang đường này nó sẽ rất là lạnh. Tại kiểu vì ở cạnh ocean ấy, cạnh biển ấy nên là khí hậu ở mỗi nơi nó sẽ khác. Nên là chỗ lạnh chỗ nóng. Đây sáng nay mình đi lạnh dã man nhưng mà bây giờ ra đây thì lại rất là nóng. Hay thật. Cái cây này là cây eucalypt, họ hay làm cái dầu aroma. Thơm không? Đây là cái mùi mà đợt trước mình đi spa người ta dùng ấy, đúng không anh? Да, да. И тут советую типа не покупать в магазине, а просто заливать. Заливать rồi đi bộ, mình rung hết cả chân rồi. Ở Việt Nam mình không bao giờ đi bộ nhiều thế này nên là sang đây không quen. Rất là đau chân, rung chân đi kiểu mình đứng yên á, chân rung 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 rung. Nhiều đấy. Đi nhiều quá.